không gian nơi đây đang bình yên, cuộc sống với nhiệm màu, mang theo bên ta những hoài bão, trải nghiệm phiêu du đất trời. Thế giới bỗng nhiên đổi màu, trái đất ngập tràn thương đau, cô vì mang theo bao hệ lụy phải chia xa. Ước muốn đi xa một nơi, nay gác lại để chiến đấu. Hope now Vietnam stronger, we can beat it. Vì một Việt Nam ta luôn luôn sẵn sàng, bình yên mái nhà an toàn, để Covid chẳng thế nào đánh bại được ta. Ngọn lửa ở trong ta luôn luôn cháy nồng. Hope now Vietnam stronger, vắc xin tinh thần thép tiếp lửa người dân. What doesn't kill you make you strong. Toàn dân chúng ta nhất định chúng ta sẽ chiến thắng. Một Việt Nam ta luôn luôn sẵn.